Nay Sinfa lại nhập hàng nhôm Sinfa Quảng Đông nhé. Găm hàng ở đây khoảng độ 3 tấn đấy. Chỗ này khoảng được tấn rưỡi rồi. Đây là cơ sở 1 của Sinfa đây nhé. Máy móc chuyển đây hết rồi. Đấy, máy móc quen thuộc này. Máy cắt hai đầu này. Đợt này rất là may, vừa mới nhập hàng xong thì ngày sau là nhôm lên giá. Đây không phải là đầu cơ đâu mà chỉ là nhập hàng để được giá rẻ hơn, thì sau này cạnh tranh nó dễ dàng hơn. Nhôm Sinfa Quảng Đông ạ. Đây xưởng của mình là xe container là cũng vào được nha. Ngõ 531 đường Bát Khối. Xưởng ở đây thì rộng khoảng 300 mét vuông. Tuy nhiên nó có một số nhà kho nữa rồi thì nó chỉ còn khoảng độ 150 mét thôi. Sau này cần mở rộng thêm thì sẽ tháo dỡ một số cái kho cũ. Đợt này rất là may, vừa nhập xong 3 tấn thì họ báo nhôm lên giá. Chỗ này mà 3 tấn hàng mà cũng gọn phết nhỉ. Đấy, máy móc còn chưa kịp mà đấu điện này. Đấy, nhân tiện là giới thiệu cơ sở 1 để mọi người biết mình làm ở bên đường Bát Khối, quận Long Biên nhé. Chuyên làm nhôm Sinfa Quảng Đông. Chỗ này rất là rộng nhưng mà đây là tại vì còn mấy cái kho để hàng nữa. Tới đây mà giải làm nhiều là sẽ giải phóng đi. Đấy, xưởng của mình thì chỗ này nó diện tích khoảng 300 mét. Hiện tại thì chưa dùng hết 300 mét đâu. Zoom lên xem nào. Đây là 531 trên 16 trên 31 đường Bát Khối, quận Long Biên nha. Đấy, xưởng này nằm ở cái nô góc. Sâu khoảng 20 mét, mặt tiền đằng trước này là khoảng 15 mét. Rộng mênh mông. Ai có đơn to to là bắn đây là làm được hết nhá. Giới thiệu với anh em mọi người thế thôi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.